tôi không có tiền mua thuốc cho nó, tôi xin anh. Hồ sơ thế này, cậu nghĩ cậu sẽ làm gì? Lao công nhá. Làm lao công thì làm lao công. Ở đây chỉ có hết việc, chứ không hết giờ. Chó này! Tôi xin anh, tôi van anh! Con tôi bị ốm nặng, tôi không có tiền mua thuốc cho nó, tôi xin anh! Vì không có tiền nên tôi mới dám làm liều lấy tiền của anh đây! Tiền của anh đây! Tôi không dám nữa đâu, anh cầm lấy đi, tôi xin anh, tha tội cho tôi xin anh, tôi van anh ạ! À. Có thật, con anh bị bệnh không? Dạ! Nó bị ốm nặng lắm ạ! À. Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó thôi! Tôi thì bị thất nghiệp! Mong anh bỏ qua cho đây, tiền của anh đây! Tôi không dám nữa đâu, anh ấy tha tội cho tôi ạ. Hôm nay tôi chỉ kiếm được mỗi 100 bạc này thôi, về mua thức ăn cho vợ con. Nhưng mà chắc anh cần hơn tôi. Thôi cứ coi như là tôi đánh rơi đi. Cảm ơn anh. Tôi thề tôi sẽ không quên ơn cứu mạng này. Không cần đâu, cầm mua thuốc cho cháu nó đi. Mời vào. Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ mà chủ tịch có chuẩn bị ạ. Cái ly sốt quá, mà nhà mình chẳng còn đồng nào. Chắc con nó chết mất. Chắc con nó chết mất. Con nó chết mất anh ơi. Tôi xin lỗi. Cô đã làm việc mà tôi đã nhờ cô chưa? Dạ xong đấy hết rồi ạ. Đang học mà lại bỏ học, đi xin việc làm, không có bằng cấp trên này thì nhận làm sao đây? Cô gọi cậu ta vào đây. Dạ vâng ạ. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Trông cũng tự tin đấy. Chưa tốt nghiệp đại học, kết quả học tập thì cũng chẳng ra gì, mà lại dám nộp hồ sơ vào cơ quan của tôi. Hồ sơ thế này, cậu nghĩ cậu sẽ làm gì? Lao công nhá. Bố ạ, với kiểu người như anh chàng này thì con nghĩ không thể làm nổi ở công ty của mình đâu. Cược bao nhiêu con cũng cược với bố đấy.
Hai người quá giới hạn quá rồi đấy. Đừng khinh người quá mức như vậy. Nếu không nhận thì thôi, tôi đi xin chỗ khác. Tôi còn lạ gì anh nữa. Nhìn anh là tôi nhận ra ngay. Anh không thấy tôi quen sao? Chúng ta học cùng trường với nhau đấy. Mà chắc anh không nhận ra tôi, vì anh có đến trường học nhiều đâu. Học hành thì lười biếng, nổi tiếng ngu dốt. Chỉ được cái tự tin xin việc vào đây thôi. Con gái, với cái năng lực như thế này thì bố nghĩ có làm lao công ở đây cho đến hết đời thì cũng không khá lên được. Bố thua, bố không dám cá với con đâu. Được, làm lao công thì làm lao công. Tôi sẽ nhận công việc này. Tôi sẽ cược với cô, cho đến khi tôi tốt nghiệp, tôi ra trường tôi sẽ tìm được công việc tốt. Đến khi đấy, cô phải kính cẩn xin lỗi tôi. Và cả ông nữa đấy, ông chủ tịch khinh người ạ. Xong việc rồi hả cháu? Dạ. Cháu ăn bánh mì đi. Bánh của hội từ thiện vừa cho đấy. Cô ăn đi cô. Chưa xong việc mà đã ngồi ăn thế này à? Sao lười đấy? Làm việc cũng giờ nghỉ à? Ở đây chỉ có hết việc chứ không hết giờ. Anh lên phòng họp lau dọn ngay cho tôi. Để lâu giờ còn có cuộc họp cổ đông. Đợi tôi ăn xong đã. Cô nghỉ ngơi đi cô. Đây đang là giờ nghỉ. Người ta muốn nhờ người khác làm việc thì phải nói chuyện cho đàng hoàng. Không phải kiểu giàu có muốn chèn ép ai cũng được. Cái gì? Anh nghĩ tôi không có quyền gì với nhân viên của mình hả? Cô cũng nghỉ ngơi đi ạ. Đây là giờ nghỉ của cô. Nghề này là cái nghề thấp nhất rồi. Còn cái nghề nào thấp hơn mà đi được mình nữa đâu. Ôi, cô Ly, tôi xin cô. Để tôi lên tôi dọn. Hai người đừng có gây với nhau nữa. Sao cô phải xin cô ta? Tôi nói cho anh biết, tôi quay về mà chưa xong thì đừng có trách tôi đấy. Long, bình tĩnh đi cháu. Sau này cháu làm nên nổi rồi thì lúc đấy có muốn nói gì cũng chưa muộn mà. Cố gắng bình tĩnh. Nào Phương ạ, ngồi xuống đây. Cháu ăn bánh của cô đi. Cháu xin cô. Ăn đi, để cô lên cô dọn cho. Dạ. Cô Xuân, cháu về rồi đấy. Cháu về rồi đấy à? Dạ. Thế lễ tốt nghiệp của cháu như thế nào rồi? Cô ơi, cháu đỗ tốt nghiệp rồi cô ạ. Cháu tốt nghiệp loại ưu đấy cô ạ. Ôi, thật thế à? Dạ. Cháu giỏi quá. Từ khi cháu đỗ tốt nghiệp, rất nhiều công ty mời cháu về làm việc. Cháu mừng quá cô ạ. Tốt quá rồi. Mà cô Xuân này, cháu thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Vì cô đã luôn luôn ở bên cạnh cháu, động viên cháu. Nếu không có cô thì giờ chắc cháu cũng đã bỏ học rồi. Từ khi bố rồi đến mẹ cháu mất đi, cháu thực sự rất chán nản, không thiết làm gì cả. Vậy nên mọi thứ cháu có ngày hôm nay, cháu thực sự cảm ơn cô ạ. Có gì đâu cháu, cô coi cháu như con trai của cô mà. Thấy cháu như thế này,
là cô mừng lắm. Một phần là nhờ công của cô đấy ạ. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. À, cháu phải ra đây có chút chuyện cô ạ. Cháu đi đâu đây? Long! Long ơi! Bố ạ, bố xem những dự án này giúp con, nếu được thì mình sẽ triển khai ạ. Được rồi, để bố xem nào. Để đây cho bố. Dạ. Chào ông. Tôi đến đây để nói với hai bố con ông là tôi sẽ nghỉ việc. Sẵn tiện, tôi muốn hai người xin lỗi tôi. Làm gì đấy? Cháu vào đây để nghe hai bố con cô ta xin lỗi cháu. Cái gì? Cháu có biết là chính chủ tịch với cô Ly đây là người đã nhờ cô luôn luôn ở bên cạnh, động viên và chăm sóc cho cháu không? Cô nói gì đấy ạ? Cô đừng lừa cháu. Cô nói thật mà. Chủ tịch, tôi nghĩ chuyện này không nên giấu cậu ấy nữa đâu ạ. Chuyện này là như thế nào? Tại sao ông lại giúp tôi? Vì 10 năm trước bố cậu đã giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi giúp đỡ cậu coi như là trả ơn. Tôi biết được cậu là nhờ tờ giấy này. Đây là giấy tờ xin việc của bố thôi mà. Chính xác. Nhờ 100.000 của bố cậu mà tôi đã có tiền để mua thuốc chữa bệnh cho con gái của tôi. Và bây giờ nó đã trưởng thành thế này. Một vài năm sau, tôi may mắn làm ăn được. Tôi cũng có điều tra gia đình của cậu và biết được rằng bố của cậu đã mất. Còn cậu thì không chịu học hành, lêu lổng. Lúc đó tôi đã tự hứa với mình rằng là sẽ phải giúp đỡ con trai của ông ấy. Vậy người bảo tôi đến công ty xin việc cũng là người của ông à? Đúng vậy. Cậu ở lại đây làm việc cho công ty tôi nhé. Vì nhờ bố cậu mà tôi mới có ngày hôm nay. Cảm ơn cậu.